yêu làm chi, lệ hoen bờ mi, cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì. Bao ngày qua, ngày duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa. Xin tình yêu về ngang đời em, giống như khi xưa người đến. Cô bước thật nhiều, cô quên thật nhiều chuyện tình yêu của em và anh. Tình yêu em trao cho anh không bao dối ra, mà sao anh lại nỡ xua tan hai người. Để đời ta dễ ngang, để tình anh đi xa đời em. Thật ra cái câu yêu làm chi này là một câu hỏi tu từ. Chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta yêu thì chúng ta sẽ khổ đau, và đôi khi chúng ta sẽ lệ hoen bờ mi, như là câu chuyện mà Lương Bích Hữu đã hát ở trong cái ca khúc này. Nhưng mà làm sao mà khi nói được cái cảm xúc tình yêu của mình khi mà nó rơi vào trong cái vòng xoáy đó, đúng không Hữu? Mình không thể vứt ra được, bởi vì nó rất là khó lý giải cái cảm xúc đó. Mặc dù mình biết rằng có thể cái con đường mình đi đó là con đường chưa phù hợp lắm, đó sẽ là con đường nhiều đau thương nhất, nhưng mà mình vẫn bước đi cái con đường đó. Nói riêng với anh thôi, là khi nào mà anh có viết ca khúc cho em á. Ca sĩ có giật có vẻ gầy gầy, tôi nghe cái mùi gầy gầy. Anh nhớ viết cái gì đó vui vui cho. Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cũng nghĩ là mốt mà gặp anh luôn á là phải nói là anh cho em nghe trước ca khúc đó. Mặc dù đau khổ nhưng cái kết nó happy ending, nó hạnh phúc. Hoặc đôi khi nó trải qua những biến cố rồi hai người về với nhau. Công ty điện tử Sáp Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình.